ISL do Ure Peruzer Soteruzeller IMGCAD 110 Red ES Mi Savio. ISL do Ure Peruzer Soteruzeller IMGCAD 110 Red ES Mi Savio. Đỏ cam luôn là sắc đỏ best seller trong mọi bảng màu son. Và nhà ISL luôn làm tốt điều đó. Bằng chứng là tất cả màu đỏ cam của thương hiệu này đều cháy hàng nhanh chóng. Nếu ai đó đã từng mê son ESL Rupert Culture High On Stars Edition tháng 13 L'Oreal thì son ESL The UVPU The Seoul Imagitaire 110 Red ES Mi Savi lần này cũng có chất son khiến bạn mê mẩn như vậy. Đỏ cam đẹp thì khỏi bàn cãi rồi, tươi tắn, trẻ trung, tôn da tôn răng số 1. Thương hiệu gì? Nước Pháp hoa lệ được coi là cái nôi của những thương hiệu mỹ phẩm danh tiếng, trong đó có ông Hoàng Yves Saint Laurent, cha đẻ của thỏi son hàng hiệu ESL. Năm 1978, dòng son thượng lưu ESL đầu tiên chào đời, lấy tên gọi Kielsa Rupert Culture, dành riêng cho tầng lớp thượng lưu quyền quý. Sau này, sức hút của ESL vượt khỏi ranh giới nước Pháp, chạm đến trái tim của hàng triệu phụ nữ với khao khát làm đẹp mãnh liệt trên toàn thế giới. Sở hữu hơn 60 màu son phong phú, từ đậm đà đến dịu nhẹ, từ rực rỡ đến trầm ấm, son ESL Rupert Culture Satin Radiant Lipstick đã hoàn toàn khẳng định vị thế với tư cách là thỏi son đắt giá và chất lượng đầu bảng trên thị trường mỹ phẩm hiện đại. ESL The Ure Peruzer Soteruzeller IMGCAD 110 Red ES Mi Savio đỏ cam bật tung nhan sắc. ESL 110 Red ES Mi Savio là sắc đỏ duy nhất được pha trộn với ánh cam rực rỡ. Tô lên môi chắc chắn nàng sẽ phải trầm trồ vì khả năng bật tung da cũng như men răng siêu thần thánh. 110 Red ES Mi Savio hợp với mọi phong cách khác nhau từ style Hàn Quốc nhẹ nhàng hay style Âu Mỹ cá tính, sexy. Đúng như tên gọi Red ES Mi Savio, em ấy chuẩn là cứu tinh thổi bừng nhan sắc cho mọi cô gái. Chất son như thế nào? Chất son satin từ lâu đã là đặc sản không thể chối từ của các tín đồ nhà ESL. Thoa son lên môi cảm giác son trượt mịn, màu lên sống động mà không để lộ rãnh môi. Đôi môi xinh nay càng thêm đầy đặn, lôi kéo ánh nhìn không chớp mắt của người đối diện. Điểm tuyệt vời nữa là thành phần son chứa nhiều chất dưỡng, môi lên màu vẫn xinh mà lại được chăm sóc cẩn thận. Không chỉ vậy, 110 Red ES Mi Savio cực bình màu khi có thể cùng nàng chinh chiến lên đến 6 giờ liền đó nha. Nàng cứ tự tin hòa mình vào nhịp sống năng động mà luôn rạng ngời. Thiết kế sang chảnh, đúng chất nữ hoàng, vẫn giữ thiết kế trụ vuông cổ điển và bao bọc bởi tun màu vàng gold khí chất vương giả. Điểm đắt giá lần này chính là các thỏi son khoác lên lớp da rắn đỏ đầy mạnh mẽ. Từng lớp vảy đỏ nổi bật dọc trên thân son khi cầm trên tay khiến chị em nín thở vì thiết kế quá độc. Rắn từ lâu đã là biểu tượng của sự bí ẩn, sắc sảo và tinh tế trong cách di chuyển và sinh hoạt. Phối cùng màu đỏ trên một thỏi son, ESL muốn truyền đến ngọn lửa nữ quyền đầy táo bạo tới các cô nàng hiện đại. Logo ESL thanh mảnh màu đen được khắc trên nền đỏ tạo hiệu ứng tương phản nổi bật. Khi vạn son lên, các nàng sẽ thấy đầu son được vát xéo tinh tế với phần chóp nhọn. Thiết kế này cực kỳ thuận tiện khi nàng tô son ở góc khóe miệng hay muốn viền môi. Thao tác đơn giản lại không cần sử dụng đến cọ vẽ môi. Ngoài ra, phần son còn được dập khắc logo ESL quen thuộc dọc theo thân son. Son ESL Rupert Culture dùng khi nào? Bước 1. Tạo thói quen tẩy da chết cho môi. Bước 2. Sử dụng bút ESL Highlight UCHEE Class để giấm nhẹm những khuyết điểm xấu xí quanh viền môi. Bước 3. Áp lý trực tiếp son ESL lên môi và tán đều để được sắc độ ưng ý nhất. Sau tác dụng của sản phẩm nhanh hay chậm tùy thuộc tình trạng cơ địa của từng người.